Chào chào lên. Từ từ. Ngồi hả? Ngồi mông xuống đấy. Ngồi mông xuống đấy. Ngồi xuống. Ok, đúng rồi. Rồi, một mình. Ngồi yên đi. Mặt cô dâu phải hướng bên xoay sang thần bên này. Từ từ đẩy này ra một tí. Đấy. Em ra ngồi bên đối diện này. Xong tí nó ngồi bên. Cứ cho nó xè này ra đấy. Ngồi giữa nhá. Con cá này nó đổ miệng. Ngồi bên vợ hay ngồi bên nào? Đấy, thẳng ngồi lên, thẳng ngồi lên. Cái bạn hiểu rồi. Bùn à? Chân chân này duỗi ra một tí. Từ từ xuống đấy để chỉ dáng sau nhá. Thuyền này chụp mới đẹp chứ thuyền kia chụp làm sao đẹp được không? Lâm ơi, lấy túi cám đây. Cám của nhà mình ấy. Bao giờ bảo ăn cốt vừa anh mua. Mua. Ok, đẹp rồi. Chúng ta thẳng người lên là cho con này phía trước thì nhẹ 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 nhẹ. Ngồi yên đấy. Để anh hoàn ca làm việc. Ui giời ơi. Ngồi yên nha. Đấy, cá lượn lên đấy. Mùa thai nguyên của em nhiều đấy. Đấy nên đi. Đừng cho vội. Tí ăn no đéo xuống. Không đủ đâu. Cậu phải mua 1 triệu tiền cám mới đủ. Với con này nó khôn, nó diễn khôn lắm đấy. Nhìn nhau luôn. Ướt váy kìa. Không, cái váy này phải chắc cái thẳng người lên nào. Đó, nhìn anh này. Thẳng người lên. Đúng rồi, cứ thẳng thôi. Chụp hậu trường các cái nhá. Cứ để đang tay khỏe vào. Ok chưa bà ơi. Tầm này được chưa? Sao nữa? Cố đi em ơi, tập trung vào chụp nhanh đi. Cậu chụp hậu trường đi. Đẹp quá. Cô dâu nhìn hoa cho nhẹ nhàng đi. Ngẩng cái mặt lên, mắt nhìn thôi. Nhìn anh này. Đó. Cá nhỉ, cá đẹp nhỉ. Cười cười đi cô dâu. Nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây luôn nào. Đấy đủ cá đang nhập vào hoàn vào hoàn đấy nguyên. Nhìn anh thắng đi. Đúng rồi, tuyệt vời quá chứ nguyên nha. Chú để cắm cùi xuống một tí, mắt nhìn thôi. Chú để nhìn anh này, đúng rồi. Chân này dưới ra là hãy đi từ từ đứng cho cá bộ. Ok. Em ơi, tập trung đi. Cô dâu ơi, tập trung đi. Chị Thái tay video đi, video này. Đúng rồi, dưới nguyên nha, dưới nguyên, dưới nguyên. Cô dâu nhìn anh này, đặt tay ra nhẹ nhẹ. Đó, ok. Rồi, nhìn vào cái phần cá này. Chú chi là nhiều cá nhá. Chú để nhìn theo phần nước. Cô dâu hôm nay đầu trong tư xứ, khóc khổ lắm nha. Vừa rồi, cái cỏ. Tập trung nhá. Ok, tuyệt vời luôn. Và đấy ngang ngang như thế. Đu nó xa, đu nó xa. Ok, từ từ thôi. Okay. Đang mát hai đứa nhìn anh nào. Nhìn nấu kính anh thắng nào. Gió đó. Đấy đang mát không nheo. Nhìn anh thắng mà. Nhìn anh nhá. Kính này. Ok rồi. Đấy chứ để. Chứ để kính nhá. Tập trung nào. Tập trung anh nhìn sang vợ đi, nhìn sang vợ đi. Đúng rồi, cứ nhìn anh là cô dâu ơi. Cứ nhìn phiêu lên trên. Cảm xúc lên. Ok chú rể. Sát vào phía cô dâu đi. Cô dâu hay cười. Đứng nhìn anh này. Thẳng lên. Quá đẹp luôn. Vút áo xuống. Em ơi, cô dâu ơi, tập trung nhá. Em ơi, tập trung nhanh nhá, chỗ này không lâu đâu. Tay cầm vào áo này. Tay nhấc túi quần này. Bước chân chéo về hướng này cho anh. Ok, quay hai nhìn vợ nào. Rồi, giữ nguyên nhá, đấy chạy góc. Gần tứ đẩy nó ra dòng chứ. Không cần. Cô dâu cong người lên. Ok. Điệu như này. Đây không phải nhìn anh nhẹ chồm về phía trước một xíu. Rồi hoa quay về anh. Tập trung. Ok, rồi nhìn anh nào, chú rể. Xoay người về anh một xíu đi. Ok, rất đẹp luôn. Rất chi là đẹp nhá. Chú rể nhìn anh nhỉ. Một lời em tiên cảnh nhé. Không đẹp lắm đâu nên em hơi quay về phía anh một xíu nhá. Dạ vâng ạ. Còn đang mát rồi. Đẩy ra. Chú rể xoay người đấy. Xoay cả chân luôn. Đang mát đỡ nhiều mắt. Rồi đứng yên nhá. Tay để rộng ra nhá. Chú rể đứng chắc chân này. Không sợ, anh du bao nhiêu thằng ngã đây rồi anh sợ thì thêm chú này nữa thì vật kinh nghiệm. Ok, đẹp rồi. Về ngã là tích tóc là nhiều nhiều hot lắm.
Đúng là rất chia đẹp tiên cảnh nhé. Chú rể ơi, nhìn vợ thì cười thèm khát lên. Mắt nó phải hóng lên. Mày như muốn hốc đấy. Chú rể, cô dâu, quân mặt anh một tí đấy. Chú rể, cá đi em gái ơi. Làm cá đâu, cô dâu. Ok, thôi thôi, anh chạy góc rồi. Đấy, nhé, ok. Rồi, đẹp nha. Không được vào gà phải xoay cười cho tôi. Bạn biết bơi đấy. Ok, vào việc luôn. Đây là khu danh lam thắng cảnh tuyệt tịnh cốc. Rất chìa đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, rồi lớp anh Hoàn đấy. Ngồi ở phía sau lưng cô dâu. Sau tí phải đuổi thằng này đi bạn ạ. Cho cô dâu nằm một mình. Không lật thuyền được, em ngồi thoải mái thì không lật được. Cô dâu ngồi yên không lật được. Có anh Hòa là đấy rồi. Không lật được. Anh cứu ba cái đứa chết đuối rồi đó. Thêm em nữa anh mới cứu. Thêm em nữa anh phải cứu thôi. Đây không có gì phải lo. Cô dâu nhìn anh này. Cô dâu. Đây là cắm đặt cái này. Chống chống dài ra. Chống dài ra. Đó, chú rể ôm vào. Xác xuống vào. 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 Xuống vào.